chịu hết nổi rồi Mai ơi. Bộ có đau bụng không Mai? Tôi cũng đau bụng quá Mai nè. Học không kịp tiết này ra, tôi phải đợi 2 tiếng nữa tôi mới học được á. Biết đồ ăn có vấn đề gì không? Mỗi qua giờ ai cũng bị đau bụng hết á. Tôi thấy tội cho cái nhà vệ sinh thôi. Chết rồi sao bây giờ? Ây da. Trời ơi, bụng bị vậy rồi sao học được? Ủa, để tôi vô xíu nha. Thôi để tôi, chú Lé. Thôi mà, chú Lé. Rất nhanh. Thôi để tôi vô trước. Thôi, thôi mà, chú Lé. Thôi, để tôi vô chú Lé. Ai à, thôi, cho tôi không được rồi. Thôi, tôi cấp máy nha. À, cho tôi. À, quá cà phê. Phải nói đó là cậu được trưởng khoa khen. Tôi nói cho cậu biết nha, ông ấy rất khó tính, mà ông khen như vậy là cậu phải thật là giỏi đó. Dạ, thầy quá lời rồi. Thôi, ăn đi. Dạ, mời thầy. À, xin lỗi tôi nghe điện thoại. Dạ. Alo. À, vậy à. Thôi, được rồi, để tôi về gấp. À. Dạ, có chuyện gì thầy? À, ở bệnh viện có ca cấp cứu. Dạ, chắc là thầy phải về gấp. Dạ, vậy để con đưa thầy về. À, thôi được rồi, thầy đi bằng taxi cũng được. Đồ ăn cũng mới đem ra. Thôi em lại ăn nha. Dạ. Thầy về cẩn thận à. Ủa, cô My. Ủa, anh sĩ, anh làm gì đây vậy? Ờ, tôi có hẹn ăn trưa đây, còn cô? Ờ, tôi có công chuyện chút xíu. Anh ăn ngon miệng nha, tôi đi trước. Mà nè, cô ăn gì chưa? Hả? Ờ, chưa. Nếu chưa ăn thì vô ăn với tôi nè, bạn tôi còn dư một phần. Anh nói thiệt hả? Ờ. Vậy đợi xíu nha, giữ phần đó cho tôi. Cô ăn ngon quá ha. Ai cũng nói vậy hả? Ai cũng nói thích nhìn thấy miệng tôi ăn dữ lắm á. Mà công nhận không biết sao tự nhiên hôm nay gặp anh vậy ha, còn được đãi ăn nữa chứ. Chắc là có duyên á. Chắc đây là lần đầu tiên mà gặp anh mà thấy may mắn á. Nói sao? Thì anh nhớ lại đi, mấy lần trước tôi với anh gặp nhau á, nào là xui xẻo mà. Vậy là hôm nay gặp tôi được ăn, đây là may mắn đó hả? Bây giờ cô tới trường bằng xe buýt hả? Giờ tôi đi xe buýt tới trường cũng 1 tiếng á. Giờ đi luôn chưa? À, tôi đi luôn. Để tôi lấy xe. Thôi, không cần đâu. Tôi có trạm xe buýt ở đây nè. Gần đi bộ ra tôi đi xe buýt lên trường là được rồi. Thì đúng rồi, cô đi tới trường bằng xe buýt. Tôi lấy xe của tôi đi làm mà. À, cô tưởng tôi lấy xe cho cô quá gian hả? Trời, ai thèm tưởng vậy. Vậy anh đi trước đi. Ờ, giờ tôi đi trước nha. Cảm ơn anh bữa ăn nha. Không có gì. Làm như thèm chở đi giùm lắm. Sao quặn dữ vậy ta? Ngày hôm nay hả, tôi bị thở tháo rồi cả ngày muốn xỉu luôn vậy đó. Thì cả nhà đang nằm la liệt hết nè. Hôm nay á, anh Quốc bị tào tháo ruột tới 30 lần luôn á. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Nhắc tới ổng nữa chứ vậy. À, chết tôi rồi. Thôi tự nhiên nhắc ổng chi ổng ruột tới nơi rồi nè. Thôi vậy thôi nha, có gì gọi nha. Có chuyện gì vậy? Tôi đang ngủ quá à, tắt vô giùm con đi đó Tài. Bây giờ này tối thui à, ở đây không có chỗ để mà đi đâu. Thôi ráng nhịn một tí xíu ra đi. Chiều hôm trước rồi, bye bye. Dừng lại, nhanh lên. Xin con gái hả?
chúc mừng chị ông nha. Ờ, hội thảo xong rồi, chị Sài Gòn gặp. Nhưng mà cái định vị của tôi á, nó bị hư rồi. Tôi không biết đây đang ở đâu nữa. À, thoải mái quá. Đây đâu rồi trời? Cái gì vậy? Ủa? Ủa? Cái gì vậy? Chỗ này mà còn có xe chạy vô đây. Là hết ra kìa. Ôi, khoan khoan, tắt tắt đèn. Cô My hả? À, ông sĩ hả? Ủa? Cô làm gì lúc đó vậy? Đừng bắt tay. Cô làm gì lúc đó vậy? Đừng bắt tay, đừng bắt tay. Cô làm gì lúc đó vậy? Ôi, ôi. Hả? Tình cờ thiệt luôn ha. Hẳn là tình cờ. Hoàng gia có. Hoàng gia gì đâu. Đâu phải lần đầu đâu. Lần thứ hai mà. Thì lần thứ hai thấy bộ dạng khác ngựa cô như vậy đó. Ý tôi nói á là trên đường á là gặp cô, cô vẫn bị vậy ha. Ờ, tôi làm vậy đó, được chưa? Nhưng mà đâu phải tôi muốn đâu. Tại vì bất khả kháng chứ bộ. Cũng đâu có ai muốn ngoài đường cái tấp vô xong rồi có những cái như vậy ở ngoài đường đâu. Vừa lòng anh chưa? Không phải, hiểu lầm rồi. Ý tôi nói á là trên đường vẫn gặp được cô, nghĩa là tình cờ đó, chứ đâu có ý kia đâu. Ý anh là vậy hả? Ờ. Ừ, cũng tình cờ mình gặp nhau ghê. Mà tôi thấy vậy là hên á. Tại vì cái định vị của tôi bị hư. May mắn là gặp cô. Cái đường này cô đi hàng ngày đúng không? Chắc là cô rành đường đúng không? Ừ. Thật ra thì đi hàng ngày nhưng mà lên xe buýt là ngủ thôi à. Cho nên cũng không có rành đường lắm đâu. Ủa? Sao có cây rủ đây vậy? À, người nhà bệnh nhân tặng á. Dạ. Cô thích lắm hả? Thích thì lấy đi. Đâu có. Coi thôi. Để anh uống chứ. Không sao đâu. Tôi đâu thích uống rượu đâu. Cô không rành gì rượu nữa. Cô thích thì lấy uống đi. Thiệt không? Vậy tôi giữ nha. Để cho rồi á, đòi tôi trả lại đâu à. Xe bị gì vậy? Chắc là chết máy rồi. Bị gì vậy? Ờ, xe tôi bị chết máy. Ở đây hả? Ở đây tôi không biết ở đâu nữa. Ờ, trong khoảng từ Bình Dương lên Sài Gòn á. Để tôi nhìn lại. Anh này nói thiệt, tôi không biết ở đâu luôn á. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Người ta nói sao rồi anh? Họ nói á là cho xe tới liền. Mà không biết có tới được không nữa. Lạnh quá lạnh rồi. Thôi, vô xe đi. Cho nó ấm nha. Ừ, chờ người ta tới cũng được. Bị gì vậy? Chết rồi, tôi để chìa khóa trong nắp capo đóng lại rồi. Bây giờ không mở lên được hả? Không mở được. Không được, phải mở trong kéo ra mới được. Thôi rồi. Anh Sĩ, đây ấm lắm nè. Ê, qua đây nằm đi. Còn chỗ nè, không cần đặt trước đâu. Vậy vẫn nghĩ ra được hay quá vậy. Thôi, cứ nằm đi. Ấm thiệt á, qua đây đi. Nằm đi, tôi không dành cho cô đâu, cứ nằm thoải mái đi. Anh Sĩ, chụp nè. Nè, tôi không cần. Tôi không cần áo anh nữa đâu, tôi có cái này rồi. Ấm quá. Sao mà mình xui dữ vậy trời. Anh Sĩ ơi. Máy hết ấm rồi.
đứng đây hồi á, sương xuống chắc trúng gió luôn á. Anh coi coi sao xe lâu tới quá vậy? Tại vì không có địa chỉ chính xác cho nên người ta mới lâu vậy đó. Nếu cô cảm thấy lạnh á, có chai rượu nè, uống vô đi cho đỡ cho nó ấm. Quên nữa, mình có chai rượu mà. Anh uống đi. Tôi biết bây giờ mà uống rượu vang á thì hơi kỳ nhưng mà hoàn cảnh rồi, uống đi cho ấm. Thôi cô uống trước đi. Thôi anh uống trước đi. Cô uống trước đi. Không có sáo nha. Cô uống rượu với uống nước lạ vậy ha. Hết rồi. Sao hết chai rượu luôn rồi mà vẫn không hết lạnh vậy? Đứng đây hồi xương ngắm chắc chơ rồi. Cô lái chịu lạnh xíu nha. Chắc xe cũng tới rồi đó. Hay là cô mặc áo khoác của tôi nè. Không còn không. Sao vậy? Tôi mặc áo khoác anh cũng chết thì lạnh nè. Vậy hay là hai đứa mặc chung đi. Hai đứa mặc chung đi. Sao mặc chung được? Được chứ, nè. Tôi xỏ tay ra đây nè, cô xỏ tay kia vô. Cô thấy đỡ lạnh hơn không? Vậy mình phải chuyển lại đi. Chuyển lại. Đổi tay đi. Cái gì mà tình lưng cả chứ. Đó. Rồi, cảm ơn chưa? Tôi nói cho cô biết. Y học đã chứng minh khi hai cơ thể đang lạnh mà đứng lại gần nhau, sát nhau sẽ tỏa nhiệt, làm cho cơ thể ấm hơn đó. Thiệt không? Tôi là bác sĩ, tin tôi đi. Nhưng mà thấy vậy không biết vui có bị mất duyên không trời? Chắc một mình cô mất duyên chứ. Còn tôi thì không. Mẹ ưng ai con tìm nay để kiếm chồng cho mẹ chồng cầu hôn.